Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Phạm Thâm, nguyên bí thư tỉnh ủy Quảng Nam Đà Nẵng, sáng nay ngày 10 tháng 5, ủy viên dự quyết ban chấp hành Trung ương Đảng, phó bí thư thường trực thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Lưu Nguyễn Minh Triết dẫn đầu đoàn công tác của thành phố Đà Nẵng đến thăm gia đình, viếng hương đồng chí Phạm Thâm tại tư gia ở đường Chi Lăng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lưu Nguyễn Minh Triết cùng đoàn đã thành kính thắp hương, tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những công hiến to lớn của đồng chí Phạm Thâm trong buổi đầu lịch sử của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng. Ân cần hỏi thăm tình hình đời sống và chúc sức khỏe thân nhân đồng chí. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là gương sáng cho con cháu noi theo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp đồng chí Phạm Thâm có tên thật là Phạm Tấn Khánh, sinh năm 1903 tại làng Xuân Đài, xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Phạm Thâm tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại dấu ấn quan trọng trong quá trình vận động, thành lập và hoạt động trong thời gian đầu sau khi thành lập của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam. Sự đóng góp ấy được tỉnh ủy Quảng Nam Đà Nẵng ghi nhận và tín nhiệm cử làm phó bí thư rồi bí thư tỉnh ủy Quảng Nam Đà Nẵng.